Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Lại là tôi Sơn Nguyễn đây. Thì cũng khá là lâu rồi tôi chưa lên hình. Và hôm nay tôi sẽ quay trở lại và mang đến cho các bạn một clip hướng dẫn cách sử dụng phần mềm của con Insta360X này. Con Insta này thì có một cái rất là ngược so với các cái dòng máy quay thông thường. Đó là chúng ta sẽ chỉ cần cắm vào gậy và cầm như thế này. Và tất cả những gì bạn làm chỉ là cầm như thế này và di chuyển thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ về nhà và dựng lại bằng phần mềm. Thay vì chúng ta phải căn góc rồi là sử dụng gimbal hay là chống rung các thứ. Nói chung là rất là lằng nhằng thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần cầm như thế này thôi. Đó. Và cũng chính vì thế mà chúng ta sẽ phải rất là cẩn thận và tỉ mỉ trong các câu dựng video để có một cái thước phim ưng ý nhất. Về phần mềm của con Insta360 này thì chúng ta sẽ có một phần mềm tên là Insta360 One X trên App Store hay là Google Play. Ngoài ra thì trên PC hay là MacBook chúng ta sẽ có một cái phiên bản phần mềm khác, đó chính là Insta360 Studio. Riêng về phần mềm trên máy tính thì tôi sẽ có một clip riêng để hướng dẫn các bạn sau. Còn hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem là cách sử dụng phần mềm này trên điện thoại như thế nào nhá. Ok, thì đầu tiên để tải phần mềm này về, chúng ta sẽ phải vào CH Play hoặc là App Store để tải phần mềm. Đó. Chúng ta sẽ vào thanh tìm kiếm và search Insta 360 One X. Ok. Vâng, và đây là phần mềm của chúng ta. Sau khi tải phần mềm này về thì chúng ta sẽ tiến hành mở lên. Vâng, và đây là giao diện chính của phần mềm. Để kết nối chiếc điện thoại của chúng ta với cả chiếc Insta 360 thì chúng ta sẽ phải ấn vào đây. Đó. Connect nào. À, thì máy nó sẽ báo là đầu tiên chúng ta sẽ phải bật Bluetooth trước. Vâng, chúng ta vào bật Bluetooth lên. Đó. Ok. Và sau đó thì chúng ta sẽ bật chiếc Insta của chúng ta lên. Rồi. Connect nào lại lần nữa nào. À, và đây là máy đang tiến hành tìm kiếm camera rồi. Đây, máy nó sẽ hỏi chúng ta có muốn kết nối với cả chiếc One X của chúng ta không. Ấn kết nối. Đó, thì đây. Đây sẽ là giao diện camera của chúng ta. Ok. Để tạm vào đây đã. Đầu tiên thì khi mở cái phần mềm này lên, máy sẽ đưa chúng ta vào một cái mục khám phá như thế này. Đây chính là mục khám phá. Ở mục này thì sẽ cho phép chúng ta theo dõi các cái clip mà các tài khoản đã từng chia sẻ trước đó. Giống như là các cái tài khoản mạng xã hội hiện nay như là Facebook hay Instagram vậy. Đều cho phép chúng ta một cái mục khám phá như thế này, rất là thông minh. Tiếp theo thì bên cạnh mục khám phá đó chính là album ảnh. Máy sẽ chia cho chúng ta thành hai phần, đó là local và camera. Local là những hình ảnh và video đã lưu trữ về điện thoại, còn camera là file vẫn còn lưu ở trên máy quay. Và đây cũng chính là mục để chúng ta có thể chỉnh sửa được các video của mình. Ở giữa này sẽ là phần camera để kết nối với cả máy quay và cho phép chúng ta xem live view cũng như là cài đặt các thông số máy quay trực tiếp từ điện thoại. Ở đây thì máy cho chúng ta 4 chế độ quay chụp, chế độ chụp, chế độ quay và 2 chế độ live stream. Ngoài ra thì trong mỗi chế độ quay chụp lại có rất nhiều những cái tùy chọn cài đặt khác nữa. Tiếp theo bên cạnh đó chúng ta sẽ có một mục đó là tutorial. Ở đây nhà phát hành sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái tip vô cùng là thú vị để có thể quay và chỉnh sửa video sao cho thật là độc và lạ mắt. Đó, ví dụ như là time shift này, roll planet này. Đó, và rất là nhiều các cái tip khác nữa. Ở đây thì mạng tôi đang rất là lag và không thể nào mà load được. Và ở cuối cùng đây là mục cài đặt. Mục cài đặt này thì sẽ cho phép chúng ta có những cái tùy chọn cài đặt về máy quay hoặc là thẻ nhớ, hay là cài đặt về tài khoản như xem thông tin phiên bản phần mềm các thứ. Hôm nay thì tôi sẽ đưa đến cho các bạn cách dựng một clip ngắn và một số tip nho nhỏ để clip của bạn trông thật là ảo diệu hơn. Và tôi đã chuẩn bị sẵn một video ở đây rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ấn vào video. Và đây là giao diện chỉnh sửa video của chúng ta. Việc đầu tiên tôi sẽ làm cho cái việc chỉnh sửa video này đó chính là chọn tỷ lệ cho khung hình. Thì ở đây tôi sẽ chọn cái tỷ lệ là 16:9. Đó. Vì cái tỷ lệ này có thể coi là phổ biến nhất hiện nay và nó giúp cho chúng ta đưa được khá là nhiều cái chủ thể vào trong khung hình. Xem thử một chút của một đoạn clip này nào.
Ok. Tiếp theo thì bên cạnh đây đó chính là nút chụp ảnh video. Trong video thì chúng ta có cảm thấy một cái cảnh nào đấy nó đẹp quá, hoặc là tự nhiên cảm thấy mình thì bị đẹp trai quá, thế là mình có thể ấn vào cái nút này mà có thể chụp ảnh lại hình ảnh đó. Ảnh sẽ được lưu trực tiếp vào bộ nhớ thư viện của máy. Và đây là một phần vô cùng quan trọng trong quá trình chỉnh sửa video của chúng ta, đó chính là Free Capture. Đó, khi mà ấn vào đây thì nó sẽ cho chúng ta ba cái tùy chọn. Và cái Free Capture video này sẽ cho phép chúng ta có thể tự do chọn góc nhìn, chứ không còn bị khóa chỉ được nhìn về một hướng như thế này nữa. Đó. Hoặc thay vì nhấn vào nút này thì chúng ta có thể ấn giữ vào cái điểm chính giữa của video. Đó. Và nó sẽ hiển thị lên một cái cửa sổ Free Capture cho chúng ta. Và cái phần Free Capture video này sẽ cho chúng ta ba tùy chọn. Đầu tiên là Pivot Point. Pivot Point là cái điểm trọng tâm. Thì cái điểm trọng tâm này có thể di chuyển từ khung hình này sang khung hình khác. Ví dụ như là ở khung hình này chúng ta chọn Pivot Point là người tôi đi. Đó. Xong rồi đi thêm một đoạn nữa, chúng ta lại chọn sang bên cái cây này chẳng hạn. Rồi. Đấy, thì khi chúng ta xem lại video, đó, nó sẽ từ từ di chuyển sang vị trí cái cây mà chúng ta đã chọn. Đó. Ok. Và tiếp theo đó chính là Viewfinder. Viewfinder giúp chúng ta có thể thay đổi độ rộng của góc nhìn trong video. Đó. Và chúng ta có thể sử dụng máy của chúng ta để thay đổi góc nhìn như thế này. Đó. Đầu tiên chúng ta sẽ giữ vào đây thì cái video nó sẽ chạy, nó sẽ chọn các cái đoạn khung hình mà chúng ta muốn. Ví dụ như này, tôi sẽ làm mẫu cho các bạn xem. Đó. Rộng ra hơn này, chúng ta kéo sang bên này. Đó, nhìn lên. Nhìn sang trái, sang phải. Đấy. Thu hẹp vào. Rồi. Ok, chúng ta sẽ ấn vào đây. Cùng xem lại cái đoạn video mà chúng ta vừa làm. Ok. Rồi. Và cuối cùng đó chính là Smart Track. Smart Track cho phép chúng ta đưa toàn bộ khung hình bám theo một cái vật thể bất kỳ. Ví dụ như này, tôi sẽ chọn Smart Track vào không. Đó đi. Ví dụ như là tôi sẽ chọn track vào cái cây này chẳng hạn. Đây. Sẽ chọn tôi sẽ giữ vào cái cây này và chọn Smart Track. Đó. Thì nó sẽ tự động bám theo. Đó. Ok. Chúng ta cùng xem lại video. Đó. Ngoài ra thì ở phía trên này, đó chính là phần edit. Chúng ta có thêm những cái tùy chọn ở đây, ví dụ như là filter này, sẽ có thể thay đổi được cái màu cho video trực tiếp ở trong này luôn. Ở đây là chỉnh thông số màu ánh sáng cho video, exposure này. Đó, kéo sáng lên này. Nhiệt độ màu các thứ, contrast các thứ đầy đủ hết luôn. Đây sẽ là speed, tốc độ của video. Đây là cắt, chúng ta có thể cắt từ một đoạn bất kỳ trong cái video này mà chúng ta muốn. Multi view là sẽ cho chúng ta những cái góc nhìn khác nhau. Ngoài cái góc 360 ra thì nó có thể hiển thị cho chúng ta là hai khung hình cùng lúc. Đó, hoặc là hiển thị như thế này. Đó. Đó. Khá là hay. Tôi sẽ chọn 360. Và cuối cùng đây là cho phép chúng ta ghép nhạc. Nhạc này có thể trực tiếp từ iTunes của chúng ta hoặc là những cái bài nhạc mà máy đã cho sẵn ở đây. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để tạo thành một cái video timelapse thật là ngầu trực tiếp trên app Insta 360 này. Đầu tiên là tôi sẽ cho clip này chạy một đoạn đi đã. Rồi, tôi sẽ chấm một điểm vào đây. Đó. Đi thêm một tí nữa. Tôi sẽ cho một điểm lên đây. Ok. Rồi, cứ thế suốt cái con đường này tôi sẽ cho cái video này nó ở chính giữa.
Ok, đây đây thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào chỉnh sửa speed cho video này để thành một cái video timelapse. Ở đây thì sẽ có 7 tùy chọn tốc độ video cho chúng ta. Thì để mà có một cái video timelapse đẹp thì chúng ta sẽ chọn là 16x, tức là sẽ nhân lên 16 lần tốc độ video gốc ban đầu. Đó, chọn vào đây, ở điểm này đi, rồi kéo đến cuối luôn. Sau đây thì tôi sẽ xuất video này ra để cho các bạn cùng xem là video timelapse của Insta360 sẽ như thế nào nhá. Để xuất video ra thì chúng ta sẽ chọn vào đây. App sẽ cho chúng ta rất là nhiều cái định dạng xuất video ở đây, ví dụ như là Community, này, Facebook, YouTube, Chat View, WeChat, Moment các thứ. Thì ở đây sẽ có mục là album và chúng ta sẽ chọn vào đây để máy nó sẽ lưu về album. Đó, app sẽ hỏi quyền của chúng ta. Ok, đồng ý. Khi mà xuất video thì app sẽ cho chúng ta hai cái tùy chọn, đó là fixed frame và 360 video. 360 này sẽ cho phép chúng ta tùy chọn được khung hình khi mà xuất video ra. Còn fixed frame sẽ chỉ là một cái khung mà cố định thôi, do chúng ta đã dựng sẵn từ trước thì tôi sẽ chọn fixed frame. Đó, ok. Và bây giờ chỉ cần ngồi chờ cho app xuất video thôi. Khá là nhanh. Ok, vậy là đã xuất thành công video của chúng ta rồi. Chúng ta hãy cùng vào album và xem thành quả của chúng ta nào. Đây. Wow, rất là mượt. Ok. Ok, và trên đây là bài hướng dẫn sử dụng phần mềm của Insta360 Onyx. Nếu các bạn thấy video hay và hấp dẫn, đừng quên để lại một like, share và subscribe để cho chúng mình có động lực làm thêm những video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.